phải dù nha. Mẫu này thì mình nghĩ khi mà trời mưa nhỏ nhỏ lúc tức các bạn có thể mặc mặc đi mưa được ha, mưa nhỏ nha, mưa nhỏ. Cái áo này là có nón cho mình nha, có nón và có dây rút, có dây rút ha. Phông rất là to, rất là rộng luôn. Các bạn có thể mặc rút dây và làm kiểu là áo có bo, hoặc là xả hai cái dây bên đây ra, chun co giãn nha. Cái này chun co giãn, xả ra thì nó thành phông suông, nó dạng như oversize. Và ở đây có hai túi cho mình, nó ráp màu xanh nhạt xanh đậm và dây kéo là màu đậm hơn nữa. Tay là có sọc, phía sau là nó sọc như một đường luôn. Cái này là kiểu dáng là trung tính nha, nam nữ mặc được ha. Con rất là to, mình nghĩ 70-80kg mặc là vô tư luôn ha. Nó ráp màu ở đây, kiểu của nó là như vậy nè, kiểu ha, rất là đẹp. Và giá chỉ có 260.000 một chiếc thôi nha.